Kính chào quý vị. Ngày 23 tháng 6 vừa qua, khi mà bản ghi âm lời khai trước tòa kéo dài hơn 20 phút của công chúa nhạc pop một thời Britney Spears công bố với cả thế giới mình đã sống cuộc sống không thể trọn vẹn suốt 13 năm qua như thế nào dưới quyền bảo hộ của người bố đã khiến cả thế giới bàng hoàng. Và để hiểu hơn khái niệm về cuộc sống không trọn vẹn mà Britney đã chia sẻ, thì quý vị có thể nhìn vào danh sách sau. Đây là một số điều mà Brit, một phụ nữ 38 tuổi, không được phép làm nếu không có sự đồng ý của người giám hộ. Ví dụ như là lái xe, đi mua sắm, đi dạo, mua hoa, tự do bầu cử, kết hôn, có con, sử dụng tiền do cô làm ra, gặp gỡ con cái, ra khỏi nhà, thuê luật sư riêng, sử dụng điện thoại cá nhân mà không bị giám sát, hay là sử dụng mạng xã hội mà không bị giám sát. Thế nhưng, cũng chính người phụ nữ được cho là không thể điều khiển nổi cuộc sống của chính mình bởi thường xuyên gây ra những hành động điên rồ, đến nỗi buộc phải có người giám sát mọi hoạt động, thậm chí đến cả việc thay quần áo, lại là người có khả năng. Có thể ra mắt 4 album phòng thu, tổ chức đến 3 tour diễn vòng quanh thế giới, diễn show tại Las Vegas kéo dài 4 năm, làm giám khảo cho cuộc thi X Factor và có khả năng kiếm hàng trăm triệu đô la mỗi năm từ các hoạt động của mình. Và hài hước thay, cô cũng có khả năng thần kỳ, đó là nuôi sống cả một bộ máy tham gia bảo hộ cho cuộc đời mình bằng chính những đồng tiền do cô kiếm ra. Và sự phi lý này khiến người ta đặt ra những câu hỏi về những lỗ hổng trong chế độ giám hộ ở nước Mỹ, có hay không sự lạm dụng và trục lợi từ quyền bảo hộ, một quyền được khai sinh với mục đích tốt đẹp ban đầu là giúp đỡ những người yếu thế trong xã hội. Theo luật pháp Mỹ, người giám hộ chính là người nhận ủy thác, có trách nhiệm lo toan cho người được giám hộ, bao gồm cả tài sản của họ. Họ có thể là bạn đời, người thân hoặc các cơ quan chức năng nhằm mục đích mang lại lợi ích tốt nhất cho người được giám hộ. Người được giám hộ là người được tòa án xác nhận là thiếu năng lực pháp lý, người cao tuổi hoặc trẻ chưa thành niên. Ngoài ra, người lớn bị khuyết tật về khả năng phát triển, những người không đủ năng lực chăm sóc đầy đủ cho bản thân hoặc quản lý tài chính cũng có thể được giám hộ. Vốn người giám hộ không được trục lợi cá nhân từ người được giám hộ, nhưng theo truyền thông, ông James P. Spears và đội ngũ của mình đã sử dụng tiền con gái mình kiếm ra suốt hàng chục năm và còn hành động ngược lại lợi ích của nữ ca sĩ. Sống dưới sự bảo hộ, Britney Spears bị đội ngũ quản lý ép làm việc gần như không ngày nghỉ trong suốt nhiều năm trời. Khối lượng công việc rất lớn, cô đã phải sống một cuộc sống không chút riêng tư, và bây giờ cô chỉ muốn chấm dứt việc giám hộ đầy tính lạm dụng này mà không cần phải trải qua bất kỳ sự đánh giá hay phê phán nào. Khi mà câu chuyện của Britney vẫn chưa được ngã ngũ và phong trào Free Britney vẫn đang rầm rộ trên thế giới, thì một bộ phim Hollywood đã phát hành trước đó với tên gọi I Care A Lot bỗng dưng hot trở lại. Nó hot vì sự trùng hợp đáng kinh ngạc giữa phim và đời, khi mà nhân vật chính của phim cũng lợi dụng quyền bảo hộ, chuyên đi săn những người già neo đơn nhiều tiền, tìm mọi cách trở thành người bảo hộ của họ, nhưng sau lưng lại cấu kết với bác sĩ để tống nạn nhân vào trại dưỡng lão và tẩu tán tài sản của họ. Dĩ nhiên, cuộc đời như phim hay là phim như cuộc đời trong hai câu chuyện trên thì sự thực vẫn chưa ngã ngũ. Thế nhưng, không thể phủ nhận, việc lạm dụng quyền lực luôn là một vấn nạn trên toàn xã hội, nhất là khi đối tượng sở hữu quyền lực nhưng không đồng thời sở hữu cái tâm trong sáng. Và khi đó, những câu chuyện bi kịch khác lại ra đời. Câu chuyện về gần 300 công nhân vệ sinh môi trường từng là lao động của công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ cao Minh Quân đi làm nhưng bị nợ lương là một trong những câu chuyện như vậy. Và nó khiến cho cuộc sống của họ chỉ trôi đi, trôi lại ở hai trạng thái rất khó khăn và cực kỳ khó khăn. Căn phòng chật chội, chỉ kế vừa đủ chiếc giường này là nơi ăn ở hàng ngày của hai vợ chồng ông Lâm. Dù tình toàn rách nát nhưng vẫn còn hơn là ở ngoài đường. Xuống Hà Nội làm nghề dọn rác để mưu sinh từ tháng 4 năm ngoái. Nhưng vì công ty nợ lương, không có tiền sinh hoạt hàng ngày, lại thêm đau ốm, nên đến nay hai vợ chồng có thêm một đống nợ. 4 công nhân quét rác, nồi cơm trắng và bát rau nấu vội. Họ cùng nhau ăn để lấy sức cho buổi chiều và đêm dầm mình dọn rác. Phần lớn những công nhân quét rác ở ngoại tỉnh, nhiều người trong số họ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nên đi làm lại bị nợ lương, khiến cuộc sống càng trở nên cơ cực. Nhà mình lát như thương bẩn thế này thì phải làm thế này. Trong cùng tổ dịch vụ,
còn có ông Đăng bị cụt mất một chân, phải đeo chân giả. Nhưng hàng ngày người đàn ông này vẫn đang vắt kiệt sức lực của cơ thể mình để vật lộn với rác đổi lấy đồng tiền. Sau rác, giờ đến lượt ông phải vật lộn với chính cái chân của mình. Chịu. Giạch bỏ mình. Chỉ muốn chết cùng. Cuối cùng, ông Đăng đã tìm ra cách tháo ủng để ngày mai không phải mất tiền mua đôi ủng mới. Trong kỳ thi tuyển đối với các chức danh lãnh đạo thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quản lý của Bà Rịa Vũng Tàu, có một nội dung thi trình bày đề án với câu hỏi: đồng chí sẽ làm gì nếu được bổ nhiệm vào chức danh thi tuyển? Một số phương tiện truyền thông nhận định đây là câu hỏi hay, bởi nó quen thuộc nhưng chưa bao giờ dễ trả lời. Còn với tôi thì cụm từ "bạn sẽ làm gì nếu" không phải là câu hỏi chỉ dành riêng cho các cuộc thi nhan sắc. Và tôi cũng không quá ngạc nhiên khi mà câu trả lời "tôi sẽ cố gắng hết sức" lọt top những câu trả lời phổ biến nhất. Tuy nhiên, khi mà đã có quyền lực trong tay thì người ta thường quên đi những lời hứa phổ biến đó, như là trường hợp của lãnh đạo Công ty Vệ sinh Môi trường Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghệ cao Minh Quân. Theo tìm hiểu, từ năm 2017 đến năm 2020, Công ty Cổ phần Công nghệ cao Minh Quân trúng gói thầu duy trì vệ sinh môi trường trên địa bàn quận Nam Từ Liêm. Đầu năm 2021, trùng với thời điểm gói thầu này kết thúc, Công ty Minh Quân đã đổi sang một cái tên khác, Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội. Dù khác nhau tên gọi, nhưng mã số thuế, mã số doanh nghiệp đều không thay đổi. Tuy nhiên, làm việc với phóng viên, người đại diện doanh nghiệp này lại chối bỏ trách nhiệm khi cho rằng việc trả lương cho công nhân do cổ đông cũ ở gói thầu cũ phải chịu. Tôi thì đang thực hiện gói thầu mới, còn gói thầu cũ thì mời các đồng chí sang bên Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Hà Nội cũ và các cổ đông cũ, vì các đồng chí vẫn đang thực hiện việc thanh toán, thanh quyết toán các gói thầu mà. Bên này chúng tôi làm hoàn toàn độc lập là của gói thầu từ mùng 1 tháng 1 là 2021 đến 23. Chứ chúng tôi lại không thực hiện gói thầu cũ. Do vậy tất cả những cái lợ động lợ tiền rồi các thứ chúng tôi không nắm bắt được là giờ lợ bao nhiêu hoặc là đã thanh toán đến thời điểm này là như thế nào. Chúng tôi không nắm được. Trong nhiều trường hợp, thưa quý vị, lời hứa đúng là linh hồn của quảng cáo. Và những lời quảng cáo sau thì tôi tin chắc quý vị đã nghe thấy rất nhiều. Trước mỗi khi một sàn tiền ảo nào đó bị sập thì nó luôn xuất hiện tại các cuộc hội thảo, vững chắc hơn bất kỳ một tiếng nói quảng cáo nào hết. Tôi là Henry, sáng lập Flyteam và hiện nay thì tôi đang giúp cho rất là nhiều người kiếm được tiền mỗi ngày, trung bình là 1% trên số vốn của họ. Nghĩa là mỗi tháng tôi giúp họ kiếm được trung bình từ 20 đến 30% một cách cực kỳ đơn giản, là không biết gì hết về Internet ấy, vẫn kiếm được tiền. Không biết gì về Internet mà vẫn kiếm được tiền tại sàn DeFi. Sàn này được giới thiệu là một sàn chọn quyền nhị phân, dự đoán chỉ số lên xuống của một loại tài sản trong vòng 30 giây. Theo quảng cáo của nhóm Flyteam, việc của người tham gia là chỉ cần có người môi giới để tạo một tài khoản trên sàn DeFi, sau đó nạp tiền vào. Mỗi tối chỉ cần giao dịch theo lệnh của chuyên gia mà chẳng cần phải suy nghĩ gì, cứ đánh là thắng. Bây giờ là một lệnh buy. Buy nè các anh chị ơi, một tín hiệu rất đẹp. Chúng ta vừa vào một lệnh buy nha. Nếu như lệnh này win, hãy chụp màn hình lại nha. Ok, và đó là một lệnh win rồi đấy. 1, 2, 3, ok, chụp màn hình lại nào. Rất tuyệt vời. Cứ đặt lệnh là thắng. Việc nhẹ, lương cao. Trong group nhóm Flyteam, hàng nghìn người đã dỉ tay nhau nhanh chóng xuống tiền cho kịp. Để lôi kéo người tham gia, hàng tuần nhóm Flyteam cũng công khai đăng lên mạng xã hội thu nhập khủng của các thành viên. Tháng thứ 2 hàng tuần là chúng tôi nhận lương. Đầu tiên là bạn Hoa, bạn ấy khoe là tuần này được 106 triệu. Đấy, 106 tỷ. Rồi, chị Diệu đâu đó khoảng 30 triệu. Lương tuần này của em ôi vui quá. Wow. Đấy, bạn Mai Hương, Hương hớn hở 204 triệu. Trời ơi, phá kỷ lục. Quá khủng khiếp, 204 triệu một tuần. Trong một diễn biến khác, Công an thành phố Hải Phòng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá 16 sàn ngoại hối, Forex, tiền ảo theo phương thức đa cấp lừa đảo. Hơn 7.500 tỷ đồng từ hàng nghìn tài khoản của người chơi đã bị các đối tượng chiếm đoạt. Và số tiền đó đi về đâu? Thật bất ngờ, chúng được các đối tượng lừa đảo đầu tư vào các giao dịch tiền ảo như là Bitcoin, tiền số USDT, bất động sản hay là lan đột biến.
Vâng thưa quý vị, trong lời thoại của nhân vật chính trong bộ phim I Care A Lot còn có một câu khác cũng đáng chú ý. Đó là trong mắt nhân vật chính thì chỉ có hai loại người trên thế giới. Thứ nhất là kẻ săn mồi và thứ hai là con mồi. Vì vậy, mỗi khi một sàn giao dịch tiền ảo nào đó đổ bể thì người trong cuộc lại hú hồn, thót tim với cuộc chơi. Ai là kẻ ngốc nhất mà họ chót biến mình thành nhân vật chính? Bởi lẽ với các chiêu thức thổi giá và chờ kẻ ngốc hơn tham gia vào hệ thống thì những người không kịp rút tiền ra là những người ngốc nhất. Bởi toàn bộ tài sản của họ đầu tư vào những sàn giao dịch này, khả năng rút lại tiền chỉ là con số không tròn trĩnh. Tham gia vào hệ thống hay không, chỉ có bạn mới toàn quyền quyết định.